cái mùi của vịt đó cô bác của chị cũng khá là hôi, nên cô bác của chị cảm nhận được cái mùi lông vịt đồ đó, rồi những cái mùi khác nữa, thành thử là hôi lắm, mà Pin ngủ hay ghê á. Ăn rồi lấy tay bóc này. Sao? Hả? Ai? Hả? Lấy bọc hả? Làm sao đâu, ăn thịt ăn sao đâu? Làm nè. Ăn. Dạ Vừa Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Vừa Hồ ở trên cái đoạn đường đi á, thì lại gặp bé Pin đang dọn cái nơi ngủ của mình đi một cái nơi khác nè cô bác quý chị. Thì bé Pin nói á, nước đang chạy lên những cái ô lúa, nên là nữ là phải dọn cái chỗ khác. Nhìn thấy nè, giữa trưa nắng nóng cô bác quý chị, Pin là phải ngủ ở giữa đồng như thế này nè. Con dọn đi hả? Dạ vâng, xong anh đi. Con vịt nó vẫn ngủ ở đây hay vậy? Vịt nó ngủ bển luôn. Ngủ bển luôn hả? Nhưng mà thả bên đây. Dạ. Thả bên đây. Thả con vịt ở đâu? Thả bên đây. Nhưng mà chiều lùa qua đường hả? Dạ. Sáng con ăn gì chưa Pin? Dạ ăn rồi. Ăn gì hả? Ăn bánh canh. Bánh canh hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồi tối ngủ ngon không? Ngon. Ở đây là cô bác của anh chị biết không? Vì ngủ cạnh cái chuồng vịt đó, chuồng vịt đằng này nè. À, bây giờ Pin cuốn cái chuồng vịt đi rồi. Và cái mùi của vịt đó cô bác của chị cũng khá là hôi, nên cô bác của chị cảm nhận được cái mùi lông vịt đồ đó, rồi những cái mùi khác nữa, thành thử là hôi lắm, mà Pin ngủ hay ghê á. À, nhỏ xíu tuổi phải xếp dọn đồ đi nè, để chìa để kịp chiều có chỗ ngủ ha Pin ha. Bây giờ con qua bên kia con văng cây lại hả? Hả? Qua bên kia con trải đệm lại. Dạ, tối chiều mới văng. Chiều mới văng hả? Dạ. Đệm đó là của chủ hay của mình? Của chủ. Còn mồng với mình? Của chủ luôn. Dạ hả? Ngủ ở dưới đây ở trải gom ở dưới ha. Rồi một cái miếng miếng bạc, cái tấm cao su. Chăn vịt vậy cho tối phải ngủ ở để giữ mấy con vịt theo Pin ha. Dạ. Phải không? Giữ mấy con vịt đúng rồi. Nắng. Vậy có nói gì? Nắng. Nắng hả? Nhỏ xíu tuổi à, mà phải làm hả cô bác anh chị? Thấy thương ghê không? Cực không Pin? Cực không? Cuốn cái này không cực. Hả? Cuốn cái này nó không có cực. Cuốn này nó không cực, chứ làm gì mới cực? Hả? Dạ. Cuốn làm gì mới cực? Thì làm nhiều mới cực. Rồi. À, thấy Pin bé xíu con nhỏ hơn cái vỏ kia nữa kìa. Bữa nay thay chỗ ngủ tại vì nước này tràn lên đây nè. Dạ. Nên phải thay đổi chỗ khác. Nên là văng gom dưới không là ướt nhẹp. Tối sợ ướt không? Hả? Tối có ướt không? Tối nó không có lên. Dạ hả? Nó lên chút xíu rồi đó. À. Cái này là chủ kêu dọn chỗ khác hay là con tự dọn? Chủ kêu. Mới có 13 tuổi thôi mà phải tối phải ngủ giữa trời á. Ở trên là không có cái gì mà để mà che xương hết trơn rồi đúng không Pin? Dạ. Đâu có che xương lại đâu đúng không? Có mụn đó. Ôi nặng. Nhẹ hả? Bây giờ khiêng đi đâu? Khiêng ra bển. Cái cây này cấm đấy hả? Dạ. Nhẹ không? Nhẹ. Cái này có mấy ký? Này có mấy ký hả? Dạ. Phải dọn chỗ ngủ.
Ê, xe pin. Xe con, xe. Dạ. Xe. Đâu có thấy đường đâu. Chú dẫn thôi ta. Được không? Coi. Được. Được coi, chú coi coi nặng không? Không. Hả? Chú con thử đi, nhẹ hiệu. Ồ, này cũng 3-4 kg vậy á. Mấy ký. Hả? Có rồi, dẫn ở đâu? Để dưới đó. Để dưới đó hả? Dạ. Rồi, có cơm trưa chưa? Rồi. Rồi hả? Dạ. Trưa nay ăn cơm gì? Ăn cơm với thịt á. Với thịt hả? Sao con không mang dép? Ừ. Hả? Chiều về mới mang. Chiều về mới mang hả? Ở này nặng lắm á. Thôi xuống dưới trả ra nè đúng không? Xuống đây đi, chú đưa trả lại cho con. Này cũng khoảng 3-4 kg ha. Nè. Nóng quá. Miền Tây bây giờ, thời điểm bây giờ là khoảng gần 40 độ, nhiệt độ ngoài trời có bác anh chị. Gần 40 độ. Rất nóng luôn. Nóng kinh khủng lắm. Tối nay con ngủ ở đâu? Một là bên đó với bên đây. Nhà lưới này là ai cuốn? Chủ. Chủ cuốn hả? Rồi bây giờ con văng lại đúng không? Không. Hả? Dạ, không. Ở đây chú nói nghe coi. Dạ. Nhiệt độ bây giờ là 34-35 độ C. Tối ngủ ngon không? Ngon. Tối mấy giờ lượm trứng? Hả? Tối mấy giờ lượm trứng? Ừ. Hả? 3 giờ mấy. 3 giờ mấy hả? Ê, nhỏ tuổi mà lượm bác... với chủ. Lượm với chủ nhỏ tuổi mà vất vả lắm cô bác của anh chị. À, ngủ ngoài trời nè. Nắng thì ăn cơm thì không có được trọn vẹn giống như mọi người khác nữa. Thay vì mình nấu cơm nóng mình ăn đúng không? Còn bé Bin á là phải hai chú cháu mình ngồi xuống đây đi, ngồi trên cây này, lưới này. Bé Bin á là phải ăn cơm nguội, học cơm thì trưa nó cứng hết à. Con thường mấy giờ mới ăn cơm? Hả? Con thường mấy giờ mới ăn cơm? Sáng trưa. Hả? Chiều. Bữa trưa này mấy giờ? Không biết. Không biết hả? Đói thì ăn. Đúng không? Dạ. Chị có cái nón này của ai chủ cho nó hay vậy? Cái này chú con. Của con đó hả? Sao nón về cũ dữ rồi? Cái này đội đi giết cái nó bụi vô. Đội đi giết cái bụi vô. Đội bao lâu rồi? Đội bao lâu rồi? Mới có mấy tháng. Con nhà nghèo thành thử là cái nón đi chăn dịch đó, ở ngoài đồng nữa cũng không được mới nữa. Nhưng mà nội đội lâu rồi đúng không? Trước khi chăn dịch là mình đã có nón này đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thôi sao mình không ở nhà mình đi chơi cho khỏe, đi chăn dịch cực quá Bin à. Bin. Hả? Ở nhà đi chơi cho khỏe, căng chăn dịch cực quá. Hả? Ở nhà đi chơi. Sao? Hả? Ở nhà đi chơi có ai chơi đâu trời. Ừ. Như ở trong trường dịch thì có ai đâu chơi, cũng đâu có ai đâu chơi. Có. Có ai? Có bạn con. Bạn con hả? Ở xa rồi mà làm gì có bạn được? Thì bạn con chạy ra đây chơi không vậy? Dạ hả? Dạ. Vui không? Vui. Mấy ngày nay nhớ mẹ không? Dạ. Nhớ mẹ không? Ừ. Không nhớ lắm. Ừ? Không nhớ lắm. Không nhớ lắm à? Tối ngủ có bao giờ khóc không Bin? Dạ. Tối ngủ có bao giờ khóc không? Hết rồi. Lúc trước có khóc hả? Có. Mới xuống có khóc không? Thì có. Có sao? Hả? Khóc. Khóc vì vấn đề gì? Sợ ma hay là nhớ mẹ? Nhớ. Hả? Nhớ. Nhớ mẹ hả? Dạ. Nhớ sao nói chú nghe? Thì lần đầu đi mới đi à. Ừ. Thì xong quen. Ừ. Rồi ngủ xa, lần đầu tiên ngủ xa mẹ rồi mới khóc. Lần đầu tiên ngủ xa mẹ rồi khóc. Đúng rồi. Khóc vì điều gì? Vì nhớ hay là vì thương? Nhớ. Nhớ hả? Nhớ là sao? Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết nữa. Thì con nhớ quá thì con làm cái gì?
Có bao giờ xin chủ nói chủ ơi cho con đi về đi, con không muốn giữ nữa. Không. Có nói gì không? Không hả? Có xin về thăm nhà thôi. Về? Về thăm nhà thôi. Xin về thăm nhà mấy ngày? Ừ, thì chiều rồi tối rồi về. Là tối về đây lại? Đúng rồi. Xin buổi chiều nghỉ thôi. Đúng. Đúng không? Rồi tối về đây chăn dịch lại, ngủ lại. Đúng rồi. Vậy hả? Nhớ, nhớ quá thì phải xin về thăm nhà. Bây giờ ví dụ như có tiền con không đi nữa, không đi chăn dịch nữa chịu không? Ừ. Con cũng không biết. Sao không biết? Nói cho nghe. Mình phải biết chứ. Ừ. Không biết. Chị sẽ nghĩ về lúc đó. Một cái chiếc áo thay cho cái áo tay dài á, này Bin mặc một cái áo gió nè. Sao con mặc cái áo này? Hả? Sao con mặc cái áo này? Nó nóng quá hay sao? Nó không có nóng. Con được mấy cái bộ đồ Bin? Dạ. Đây được mấy bộ đồ? Mấy bộ. Từ mấy bộ hả? Dạ. Rồi chú không biết là đồ mặc dơ đó ai giặt cho mình? Chủ. Chủ giặt hả? Dạ. Chứ con có bao giờ con tự giặt không? Quên, hôm trước là con nói con tắm ở đâu? Dạ. Con tắm ở đâu? Nhà chủ. Nhà chủ ha. Nhỏ xíu vậy nè, mình phải đi làm thuê làm mướn rồi, buồn không? Không. Không hả? Thiệt không? Thiệt. Không buồn sao khóc? Ừ. Lúc đó mới đi. Lúc đó mới đi hả? Dạ. Còn bây giờ? Hết rồi. Hết thiệt không? Thiệt. Cô bác của anh chị biết không, lúc nãy thì Bùi Hồ đi công việc rồi chạy ngang gặp Pin. Pin đang lụi hụi với lại cái việc mà ship mùng mền lại để di dời cái chỗ ngủ, vì cái chỗ ngủ kia nước nó sắp người ta chạy nước vô ha Pin ha, rồi nước nó lắng sang cái chỗ ngủ của mình luôn ha. Dạ. Rồi nên thành nữ là mình phải dọn chỗ khác. Con tổng cộng là hơn một tháng qua thì con đã dọn bao nhiêu chỗ ngủ rồi? Ba lần rồi hả? Có 3 lần. Ừ. Rồi tối thức sớm nè. Sáng phải thức sớm nè. Rồi trưa không được ngủ trưa nữa. Rồi buồn ngủ không? Không. Có bao giờ trốn chủ đi ngủ trưa không? Không. Không hả? Bùi Hồ nói đi lên thăm gia đình của mẹ bé Pin bây giờ vẫn chưa có thời gian đi được nữa, vì một số cái công việc ở nhà đó, nên là nữ là chạy ngang Pin thì cũng gần nhà lắm, nên là nữ là chạy ngang thì gặp chia sẻ cho cô bác của anh chị. Khó khăn cái á là mẹ của Pin không có cái nền nhà nào cả, rồi muốn giúp đỡ Pin để hỗ trợ về việc có một cái ngôi nhà cho mẹ con đỡ phần bớt vất vả, thì bây giờ cô bác của chị biết nền thì rất là khó kiếm và rất là khó mua, rất là mắc tiền nữa, nên không biết là nếu như mà giúp cho Pin á đi học nghề á thì Pin lại không chịu, vì Pin muốn lao động để giúp mẹ mình, đúng không Pin? Dạ. Đúng không? Muốn kiếm tiền để giúp mẹ của mình, đúng không? Dạ. Chứ con không có muốn đi học nghề để mà tốn tiền, đúng không? Dạ. Khóc hay vậy? Không, dễ mồ hôi. Đổ mồ hôi hả? Dạ. Thấy cái tuổi nhỏ xíu á mà biết suy nghĩ rồi. Thành thử là Bùi Hồ cũng cảm thấy kiểu sao ta? Thương cảm cho một cái đứa trẻ ha, đội mưa đội nắng rồi đội sương luôn để mà đi làm. Có chuyện gì vui kể cho cô bác của chị nghe coi. Không. Hả? Không có. Sao không có? Kể nghe coi. Không có chuyện gì chứ. Có điều ước gì nói cô bác của chị nghe coi. Hả? Có điều ước gì không? Không. Thiệt không? Thiệt. Có thì nói đi. Không có. Có ước mơ ăn một cái con gà quay ngon thật ngon không? Hả? Không. Sao vậy? Con thèm món gì nhất nói chú Hồ nghe coi. Hả? Không thèm món gì hết. Không thèm món gì hết hả? Dạ. Bữa cơm trưa của bé Pin sau khi mà bé Pin dọn cái chỗ ngủ của mình nè,
đến một cái nơi khác, thì gồm có một cái nắm cơm được ăn ở trong cái bọc nè cô bác anh chị ha. Nắm cơm này trong cái bọc ha. Đây là gì Bin? Thịt. Đây là thịt chiên cô bác anh chị, cũng ở trong một cái bọc ni lông nữa. Còn kia là túi canh hả? Dạ. À, cái bữa phần cơm trưa nay của con đó hả Bin? Dạ. Còn cái đây là xô nước đá. Cái chỗ ăn á thì cặp cái mé đường cũng rất là nguy hiểm ha cô bác anh chị. Và đây là cái miếng này là miếng gì? Xốp. Miếng xốp màu trắng Bin chảy rồi để mấy cái cục đá lên. Thôi con ăn đi. 12 giờ rồi nha cô bác anh chị. Thời điểm này là 12 giờ 11 giờ 51 phút. Đó. Thấy ăn tội nghiệp ghê không? Ngon không? Cái muỗng đâu rồi? Muỗng nãy để dục rồi. Ăn bánh canh xong dục luôn, muỗng rồi. Cái tự nhiên cái dục rồi. Cái cơm này là cũng là một bữa trưa đó. À, bữa ăn của con nhà nghèo hả cô bác của anh chị? Có cô bác của anh chị nào mà nhìn thấy mà muốn khóc giống như Bùi Hồ không? Kem sữa đặc biệt thơm ngon. Ví dụ như chú đó bán kem, con thèm kem, thèm kem đó rồi tiền đâu con mua ăn? Có tiền. Có được nhiêu? 100 mấy à. Dạ hả? Ăn rồi lấy tay bóc này. Không. Hả? Ăn. Hả? Cái bọc hả? Làm sao đâu, ăn thịt ăn sao đâu? Làm nè. Ăn. Khôn không? Không có lấy cái tay á, tại vì cái tay bị dơ. Nên là nữ là cầm ở ngoài cái bọc, cầm cái miếng thịt lên. Ăn cơm nấm. Giống như là lúc mà Bùi Hồ, tương tự như cái cảnh mà lúc mà Bùi Hồ đi sang, đi Lào á, gặp các cô chú là người Lào á, đem theo những cái nấm cơm ở trong những cái đồ đựng cơm ở trong những cái sọt tre á, rồi mới lấy cái tay á ấy nếp lại, do nếp lại và ăn theo một miếng thịt nướng như thế này. Nhưng mà đối với Bin á thì là một cậu bé nhỏ ở Việt Nam, cuộc sống chân dịch rồi đắp đổi miếng ăn để mà sống, mà để mà lao động để phụ mẹ mình, nên anh thử là hình ảnh này á sẽ lấy đi rất là nhiều nước mắt của cô bác của anh chị luôn. Có lần trước mà Bùi Hồ chia sẻ về bé Bin mà ăn bánh canh á, cũng thấy cũng thương. Ê Bin ơi, sao con không kêu chủ cho con cái cảm ơn đó Bin? Hả? Cho con cái cảm ơn đó. Có mà cái đó là ăn cơm nhà. Ăn cơm nhà. Cơm nhà mới có cảm ơn. Con có cần cảm ơn không? Chú mua cho con cái cảm ơn. Ừ. Sao vậy? Cầm nặng. Cầm nặng hả? Dạ. Muốn khóc không? Nặng sao? Hả? Cảm ơn để đó dễ ăn hơn, có cái muỗng dễ múc hơn. Ừ. Ăn thịt vô. Dạ. Ăn thịt vô. Không có, chỉ có một cái bịch canh hết rồi không có gì nữa cả, nên là nữ là cứ ăn như vậy á. Cái tuổi này là một cái tuổi mà theo Bùi Hồ nghĩ là tuổi đi học, sẽ là những người được đi học là chủ nhân tương lai của đất nước ha. Nhưng mà cuộc sống nó khổ quá, không được đi học, không được đến trường, thì thành nữ là cuộc sống cứ sống đắp đổi ngày này qua ngày nọ để mà phụ giúp kiếm tiền thôi, chứ không có nghĩ được cái viễn cảnh, cái tương lai xa hơn nữa. Theo Bùi Hồ nghĩ nếu như mà Bin được đi học á thì sẽ là một cậu bé rất là thông minh. Vì cái kỹ năng sống của Bin á ở lứa tuổi này không có nhiều đứa trẻ làm được giống như Bin, và cũng không có nhiều đứa trẻ mà đủ cái nghị lực để mà vượt qua những cái nghịch cảnh khó khăn giống như Bin, và cũng không có nhiều đứa trẻ mà chịu chấp nhận giống như Bin, đánh đổi cái cảm xúc xa nhà, nhớ mẹ, chỉ có khóc ban đêm chứ không có dám khóc với mẹ nữa, để cho mẹ mình hiểu rằng con đi làm để mà phụ mẹ. Và thằng em mình đang khóc luôn hả? Cưng khóc luôn hả dạ? Em của Bùi Hồ đang cầm máy quay mà nước mắt lưng tròng khi thấy hình ảnh của bé Bin vừa cầm một cái nắm cơm mà vừa ăn một cách lặng lẽ như thế này. Cuộc sống đúng không? Con ấy kiếm đồng tiền là khó đúng không
Đây là một thước phim mà Bùi Hồ chia sẻ cho trọn vẹn về cái việc mà di chuyển chỗ ngủ cũng như là một bữa cơm trưa của Bin. Ngày hôm nay thì chia sẻ như thế này để cô bác anh chị hiểu thêm, để hiểu hết những cái góc độ mà Bin sống như thế nào. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video clip sau.